kia lại nào sẽ có sợi gió. Đấy sao không tôi. Trong cái mặt này thì nó đỡ được một cái dầu tôn. Ở trong bên nó làm gì không? À? Trong bên nó làm gì vậy không? Bán cây rồi gì? Ừ, bán cây. Chưa cho quay quay khỉ ở đây ông nhớ không? Hả? Chưa cho quay quay khỉ ở đây ông nhớ không? Anh nhớ. Ừ, có khỉ. Đây, khỉ đây. Trước đây có mấy cái bãi cát quay rồi, giải tán hết cát rồi. Đấy, cảnh đấy đẹp. Giờ nó không quay khỉ rồi. Quay khỉ khó lên lắm. Hôm qua ta xem ở điện thoại cái con khỉ nó trêu đùa nó với một con chó nó với lại... nó đánh nhau đúng không? Cái kênh nước ngoài. Cái con cái nước ngoài vẫn lên. Ừ. Thực ra bọn Việt Nam được quay cho nước ngoài xem thôi. Xem phải nơi mình thích. Làm khó lắm, ngoài khó. Nó thằng bé con đang chơi con chó thì con khỉ nó chạy ra nó víu. Nó còn cầm cả túi đồ đi chợ cơ. Ừ. Bọn nó huấn luyện giỏi lắm, cháu thì cháu chỉ huấn luyện là đi bằng ấy thôi, hai chân thôi. Ra nhà sang bên Tiên Lãng là đi ăn đâu cơ, dỗ. Thấy nhà nó nuôi con khỉ trong lòng ông ấy đến, ông ấy dơ tại ông chụp ảnh làm sao nó với nó cào nhất. Nó cào đấy. Nếu mà con nào mà không huấn luyện nhé, là nó sẽ cào. Cháu là cháu huấn luyện từ lúc mà như kiểu là đồ hoán ấy. Mẹ thì bị ấy rồi, thì bị bắt. Nuôi từ bé ấy. Nó nghịch lắm. Vòi nước ông hiểu không? Vòi nước nó cứ mở thôi, nó không tắt đâu. Nó khát nước nó cứ mở nó uống. Xong rồi ngập hết nhà. Thì cháu cú quá cháu trò nó lên nhà ông anh vợ. Nó lên rừng nó ở.